Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Audio. Và hôm nay thì Khôi sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em một cặp loa đến từ hãng AR và model của nó là AR2. Đời này là cũng 3 đường tiếng và bát bánh tiêu. Thì trong cái dòng họ AR thì nó AR2 nó riêng thì nó sẽ có nhiều đời. Thì anh em nào quan tâm thì mình xem kỹ. Và đặc biệt là hôm nay Khôi sẽ ghép với một con âm ly đến từ hãng Antec. Con âm ly này đánh AR2, AR3 rất tốt. Thì anh em nào thích thú cái sự mới mẻ thì mình xem hết clip để phần cuối mình nghe được cái chất âm của con Antec này. Anh em nào mà chưa có loa, chưa có âm ly thì cũng quan tâm thêm cái con này. Clip trước Khôi đã giới thiệu về con này rồi. Khôi cũng đã ghép với một cặp loa Antec rồi. Hôm nay thì tiếp tục sẽ ghép với AR2 để anh em cùng nghe và trải nghiệm. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nào có nhu cầu thì bây giờ cùng với Khôi mình sẽ xem kỹ cặp loa ha. Thì như mọi lần thì Khôi sẽ kéo nó gần hơn và sẽ quay cẩn cận chi tiết anh em xem. Trước mặt anh em là cặp loa AR2 anh em ha. Thì đây đầu tiên là Khôi sẽ quay về cái lưới anh em. Đây ha. Thì cặp này còn... cái lưới rất là đẹp anh em, lưới lưới màu rất là đẹp ha, còn tem anh em ha, còn tem zin của nó này, những cái tem mà zin đó là nó sẽ cũ, nó sẽ xấu hơn tem mới ha anh em. Rồi thì cái lưới rất đẹp ha, Khôi sẽ lật phía trong anh em cùng xem nha. Đây là cái căng này, căng zin ha. Cái lưới này thì theo cái kinh nghiệm, theo kinh nghiệm của người bán hàng đồ cổ thì cái lưới này đã được bọc lại nha, nhưng mà cũng là cái vải bố ha, nhưng mà rất là đẹp ha anh em này. Các cái dấu vết này là mình thấy là chỉ có lưới zin thôi, lưới zin này thì mới xấu xí như vậy được ha. Còn nếu như mà lưới mới thì nó sẽ không xấu như vậy anh em ha. Anh em nhìn thấy nè. Rồi các cái vết cắt này, vết xé này, ha, rất là cũ. Rồi nói chung là mình quay thực tế thì anh em nào nhìn kỹ giúp Khôi nhá. Nó là như thế. Rồi ok, xong cái phần lưới ha. Rồi vô cái loa thì đây mình sẽ quay kỹ lưỡng cho anh em cùng xem ha. Đó, đây là cái này là loa chung này ha, này loa chép, này còn gọi là chép phíp. Rồi xuống dưới này là cái bát. Thì đây trong cái dòng AR2 thì nó sẽ có nhiều đời, ví dụ như cái đời này là đời râu dài anh em ha, râu dài, gân mút thì gọi là dòng bánh tiêu. Thì tại sao gọi là bát bánh tiêu? Thì bánh tiêu là do cái người dùng mình đặt một trong một cái tên nha. Thì cái dòng này theo chính xác cái thông tin đó mình cập nhật mình xem á, là cái đời này là xuất sang cho thị trường của Anh, thị trường châu Âu á nha. Thì nó sử dụng bánh tiêu và gân mút. Thì theo thời gian thì cái gân mút nó bị mục thì mình phải thay nha. Còn loa thì zin tuyệt đối, zin nguyên bản nha. Thì cái đó Khôi đảm bảo với anh em để anh em yên tâm mua hàng. Còn đây bát rất là sâu anh em ha, nhìn nè. Thì cái vết này á là cái vết dơ, vết dơ bụi bẩn thôi, tại vì đồ bài thì không tránh khỏi nha. Thì đó là cái điều mà mình chia sẻ với anh em như vậy. Thì hai cái rất nhìn như thế nhưng mà nó đẹp anh em, gọi là đồ cổ nhưng mà cái vết dơ thôi rất đẹp, bát rất là mềm ha, mềm. Anh em một là đem thử loa, không chỉ riêng AR mà anh em thử các loa khác, anh em phải đưa tay đều các cái, anh đưa lên thủng mắt này, lụng mắt này, nên phải đưa đều ha để em thử cái màng. Rồi cái nhúng rất là sâu thì bát nó ra rất là tốt ha. Rồi ok, đó chia sẻ với em một chút như vậy. Thì các cái tuyến loa mình bao zin rồi nên không có gì phải bàn thêm. Thùng vắt rất là đẹp anh em nha, thùng vắt này, thùng vắt nó không bị bể nở ha. Đó anh em xem kỹ nè, khá đẹp. Cái này là gỗ mộc anh em ha, mộc vân của nó này. Đó đây là AR là mộc mạc cũ kỹ xấu xí ha, nhưng mà chất âm nó là ma mị nha, khá đẹp anh em ha. Rồi đó, ok, khá đẹp cho cặp AR2 bánh tiêu ha. Hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều người bán nhưng mà để tìm những cái cặp đẹp thì nó cũng thuộc dạng cũng khó ha. Đây là cái đít loa này, vuông vức ha, gỗ còn rất là mới nè nha. Cái tem cái cờ này được bảo vệ rất là kỹ ha. Đó, dán rất là kỹ ha, dán giấy rất kỹ, seri thì cũng cách nhau vài chục số ha. Đó, chung là đầy đủ anh em ha. Tem AR2 này. Rồi bên đây là cờ. Đó, bên đây cái mã này mà xuất xưởng gì đó nha. Đó. Quay nói chung là quay rất là đầy đủ cho anh em xem ha.
để anh em yên tâm. Ngoài cái việc là loa thì zin hát tốt rồi thì nó Khôi còn quay kỹ lưỡng các cái góc cạnh để anh em xem đó, tuyệt vời ha. Rồi đó là về cái hình thức cái loa nha. Rồi đến cái mục là báo giá. Báo giá thì đây cũng được gọi là một cái cặp loa đẹp, thì Khôi thấy giá thị trường bây giờ nó cũng khá cao nha, nhưng mà Khôi về được cái giá tốt thì Khôi cũng bán cho anh em cái mức giá tốt. Thì anh em nào thiện chí alo, Khôi sẽ báo cho anh em cái giá tốt nhất. Tại vì mình báo thẳng trên đây á thì mình rất là ngại, tại vì nhiều anh em khác cũng đang buôn bán để kiếm sống, khi mình báo một cái mức giá nó thấp quá khi mình cần bán ví dụ vậy thì mình sẽ ảnh hưởng tới nhiều anh em khác. Nên Khôi sẽ báo giá tổng quát ha, giá luân quân là trên 10 triệu nha, luân quân chỉ trên 10 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì alo ngay cho Khôi để mình có cái giá tốt nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm để anh em mình cùng nghe thử nha. Rồi.
mây giang nhỏ xuân xưa cũng. Khôi vừa test xong cái phần chất âm của cái cặp loa AR2 anh em ha. Thì nói chung là nó quá nổi tiếng rồi, thì không biết giới thiệu gì thêm. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu. Còn anh em nào mà chưa chơi, cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp. Khôi sẽ nói rõ về cái món hàng Khôi đang bán. Anh em lưu ý nha. Tại vì có nhiều anh em hỏi những cái món hàng mà Khôi không biết, thì Khôi xin phép là mình không trả lời. Có nhiều anh em thắc mắc là tại sao không biết, thì mình nói là mình chưa bán nha. Nên anh em hãy tập trung vào cái món hàng Khôi đang bán, thì chắc chắn Khôi sẽ nắm rõ và Khôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để cập nhật được nhiều món hàng mà Khôi đăng tải hàng ngày, cũng như để ủng hộ kênh cho Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.